Ok, bài hôm trước chúng ta đã biết những yếu tố ảnh hưởng đến cái quyết định click và mua hàng các sản phẩm tiếp thị giá cao rồi, thì trong đó có một yếu tố gọi là cảm xúc. Trong video này Hường sẽ chia sẻ về yếu tố cảm xúc, làm thế nào để dùng cảm xúc có thể là đáp ứng được những cái điều mà khách hàng cần để chúng ta có thể bán được hàng. Bài hôm nay Hường sẽ chia sẻ về 4 tử huyệt cảm xúc và cách ứng dụng nó như thế nào. 4 tử huyệt cảm xúc Hường nhắc đến ở đây đó là tử huyệt về tiền bạc, về danh vọng, về bản thân và về tình yêu. Đối với tiền bạc có nghĩa là những người họ tập trung chú trọng vào việc kiếm tiền, làm thế nào để trở nên giàu có, họ muốn giữ tiền, họ muốn lấy tiền, họ muốn có nhiều tiền hơn và họ không muốn mất tiền, họ không muốn bị hư hại tài sản và họ mong đợi sự bảo đảm về tài chính. Nói chung cái họ đặt lên vị trí hàng đầu đó là về tiền bạc. Còn tử huyệt về danh vọng có nghĩa là những người là họ quan tâm tới hình ảnh bên ngoài, muốn được khen ngợi, được tôn vinh, được công nhận, có lòng tự trọng và tự tôn lớn. Họ không muốn những cái đó bị tổn hại và họ thích những cái thành tựu, và hoặc là họ muốn trở nên xinh đẹp, muốn người khác cảm thấy tự hào hay bản thân họ cảm thấy tự hào. Đó là những người đặt danh vọng ở vị trí cao nhất. Còn những người họ quan tâm tới bản thân, có nghĩa là có hai, Hường chia ra là có hai nhu cầu ở đây. Đó là nhu cầu sống và nhu cầu được yêu thương. Tức là nhu cầu sống, tức là đi lại nè, tự do, được ăn uống, sự thoải mái, sự tiện nghi, không thích gò bó, họ không thích sự căm ghét hay hận thù, họ sợ đau ốm, sợ bệnh tật, sợ những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, mong muốn được giỏi giang, vân vân. Còn được yêu thương tức là họ mong muốn nhận được sự lắng nghe, sự yêu thương, sự thấu hiểu từ người thân, từ gia đình, hoặc là họ muốn được quan tâm, chăm sóc, yêu thương, thể hiện tình yêu thương của mình với những người xung quanh. Còn tử huyệt về tình yêu tức là nó mang tính chất lãng mạn, những yếu tố như là khát khao về tình yêu, họ mong muốn những cái trải nghiệm mới về tình yêu, hoặc là nhu cầu về sex chẳng hạn, thì đấy gọi là cái tử huyệt về tình yêu. Thì có rất là nhiều cách chia về tử huyệt cảm xúc. Bây giờ các bạn theo cái giáo trình này thì các bạn sẽ chia tử huyệt cảm xúc thành 3 kiểu như vậy, chia thành 4 kiểu như vậy. Mọi người nắm được không? Có 4 tử huyệt cảm xúc giúp cho chúng ta biết cách xử lý tình huống, hiểu được nhu cầu khách hàng, hiểu được điều khách hàng muốn và chúng ta đáp ứng cái điều khách hàng muốn, giúp đỡ họ đạt được những điều họ muốn. Nhớ không cả nhà? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến làm thế nào để sử dụng tử huyệt cảm xúc để bán hàng. Bây giờ Hường sẽ chia sẻ với mọi người một cái ví dụ. Đó là 2018 thì Hường có một người chị ở Hà Nội. Chị ấy thì tìm gặp Hường hỏi về Internet Marketing. Thì chị cũng chưa có hiểu về gì về Affiliate Marketing. Chị chia sẻ rằng đó là chị đang ở nhà chăm hai đứa con, một đứa con gái 2 tuổi và một đứa con trai 5 tuổi. Thế là chị mong là có dành nhiều thời gian hơn cho con chị. Chị mong là dành nhiều hơn nữa để chăm sóc nó, để nuôi dạy nó. Chị sợ là con chị sẽ lớn mất và tụi nó sẽ có cuộc sống riêng ấy. Nói chung là chị rất là yêu thương con cái. Như vậy, theo mọi người, đó là chị này đang quan tâm tới tử huyệt cảm xúc nào? Mọi người đoán thử đi. Có thể comment bình luận dưới cái video này để chúng ta cùng chia sẻ với nhau ha. Như vậy, chị này đang quan tâm tới con và tình yêu của chị dành cho con, chăm sóc, có nhiều thời gian chăm sóc hơn cho con. Như vậy, cái nhu cầu của chị được thể hiện cao nhất ở đây đó là nhu cầu được yêu thương, nhu cầu yêu thương, nhu cầu được yêu thương về bản thân ấy. Đấy thì vì vậy nên là chúng ta sẽ xoáy vào cái chủ đề về tình yêu, về tình thương dành cho gia đình, cho con cái. Đương nhiên là chỉ có nhu cầu được yêu thương với gia đình, còn những nhu cầu khác có hay không? Chắc chắn là có. Ví dụ như chị có nhu cầu về tiền bạc, có đúng không? Về danh vọng này có, về nhu cầu sống, về tình yêu, vân vân, tất cả mọi thứ đều khó. Nhưng cái nổi trội ở đây, cái nổi trội tại thời điểm này của chị ấy là tình yêu dành cho con của chị. Vậy nên là chúng ta phải xoáy vào cái chủ đề con cái và tình yêu của chị dành cho chăm sóc gia đình, vân vân, đúng không?
Bây giờ nếu như mà có một anh chàng, một khách hàng tìm bạn và muốn mua một cái sản phẩm, một cái phương pháp để cai cái thuốc lá. Nhưng mà vì sao chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta phải tìm ra tại sao anh ấy muốn cai thuốc lá? Chúng ta phải thực sự hiểu tại sao anh ấy thực sự là muốn cai thuốc lá. Bây giờ nếu mà chúng ta hỏi là vì sao anh bỏ thuốc lá, thì người khách hàng này trả lời nếu mà vì hút thuốc lá tốn kém. Nếu mà anh ấy nói là vì hút thuốc lá nó gây tốn kém, phải mua một gói mấy chục ngàn mỗi ngày chẳng hạn, thì anh cảm thấy tốn kém như vậy thì anh đang quan tâm tới nhu cầu gì cả nhà? Nếu mà anh trả lời là tốn kém, nhu cầu gì? Các bạn có thể bình luận dưới bên dưới ha, bình luận dưới video này. Ok, chắc các bạn cũng đoán được đó là nhu cầu về tiền bạc, tại vì anh sợ mất tiền, sợ tốn tiền đó. Nếu mà chúng ta là người tư vấn thì chúng ta nào xoáy vào cái vấn đề tiền bạc. Thực ra chúng ta sẽ có rất là nhiều câu hỏi để tìm cái mà thực sự khách hàng muốn là gì. Chúng ta phải hỏi những cái vấn đề xung quanh, tìm hiểu và hỏi để biết là khách hàng đang thực sự là có cái nhu cầu nào cao nhất. Thì về sau, sau cái nhu cầu bỏ thuốc lá đấy, thì nó là cái chính, đó là anh ấy muốn tiết kiệm tiền đó. Còn nếu như anh ấy trả lời là tôi muốn bỏ thuốc lá bởi vì người yêu của tôi không thích, người yêu của tôi muốn tôi bỏ thuốc lá, thì theo anh chị là anh ấy đang có nhu cầu nào? Cái tử huyệt bị, tức là anh ấy thiên về cái cảm xúc nào, tử huyệt cảm xúc nào? Đương nhiên là chúng ta phải dùng về tử huyệt và tình yêu để chúng ta có thể là bán được sản phẩm, đúng không? Không chỉ là thuốc lá mà còn nhiều sản phẩm khác nữa. Như vậy cái điều anh ấy quan tâm tại thời điểm này, quan tâm nhiều nhất đó là tình yêu. Nếu mà chúng ta nói là nếu mà anh ấy đang quan tâm tới chuyện tình yêu mà các bạn tư vấn, các bạn bảo là bỏ thuốc lá sẽ tiết kiệm tiền, bỏ thuốc lá sẽ mình sẽ tốt hơn về sức khỏe của mình sẽ có nhiều sức khỏe hơn, rồi chúng ta đánh vào vấn đề đó thì có chốt được hay không? Thế nên chúng ta phải biết được cái thời điểm đó thực sự phía sau người ta cần là gì ấy. Nếu mà anh ấy trả lời anh ấy không muốn hút thuốc nữa tại vì anh ấy sợ bệnh, sợ bị ung thư phổi, vậy thì mọi người đánh vào chủ đề nào? Anh ấy đang quan tâm tới cái tử huyệt cảm xúc nào nhiều nhất? Đương nhiên là nhu cầu sống rồi, đúng không? Về bản thân nè, làm nào để khỏe mạnh, để có sức khỏe, không thích bị bệnh tật, thì đó là cái nhu cầu sống ha. Còn nếu mà anh ấy trả lời là vì hút thuốc sẽ làm cho tôi trở nên thiếu chuyên nghiệp, thiếu đẳng cấp và có thể làm gây xấu, gây hại cho răng hay là ảnh hưởng tới môi này nọ chẳng hạn, thì có phải là anh ấy đang quan tâm tới nhu cầu danh vọng không? Như vậy thì chúng ta sẽ biết cách trả lời cho phù hợp, đúng không cả nhà? Ok, chúng ta phải biết để xoáy đúng chỗ ha. Tiếp theo, ngày xưa, năm 2010, khoảng 2010, khoảng 20, cuối 2018 thì phải, thì có một người bạn nam thời đại học, bạn ấy nhắn tin cho Hường hỏi về muốn ấy, Hường giúp về Internet Marketing, làm thế nào để có thể tạo ra thu nhập chỉ với một chiếc laptop, và làm thế nào để kinh doanh, làm thế nào để học, nói chung là anh ấy muốn, bạn ấy muốn kiếm tiền để phát triển bản thân, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vì công việc hiện tại của anh ấy là lương thấp nhưng mà áp lực stress rất là nhiều. Như vậy các bạn thấy được rằng đó là người bạn này của Hường thì đang quan tâm tới cái điều gì? Có phải cái điều anh ấy quan tâm đầu tiên đó là về tiền không? Làm nào để nhiều tiền hơn, làm nào để có thu nhập tốt hơn, đúng không? Làm nào để có thu nhập thụ động chẳng hạn, thì đấy là cái nhu cầu của người bạn của Hường. Thế nên là khi mà bạn ấy liên hệ với Hường thì Hường muốn là bạn này tham gia một cái chương trình hội thảo, những một cái chương trình đào tạo về kinh doanh, về bán hàng, về tư duy kinh doanh bán hàng. Hường muốn là bạn ấy phát triển tư duy về bán hàng, thì Hường muốn bạn ấy tham gia một cái chương trình như vậy. Bây giờ theo mọi người là Hường sẽ nói như thế nào cho phù hợp? Có phải là mình bảo là ê, mày đến chương trình này đi, vì mình đến đây thì mình sẽ rèn luyện cho mình, đến đây sẽ rất là vui, hoặc là mình đến đây thì mình sẽ được được học những cái hay, những cái mà sẽ giúp cho mình trở nên đẳng cấp hơn. Nói như vậy các bạn ấy, bạn ấy sẽ đi không? Tuy nhiên là không, đúng không? Nhưng mà bạn ấy quan tâm tới tiền nên là mình có thể là mày đến cái chương trình này đi, nó sẽ có thể sẽ giúp mày tạo được cái dòng tiền từ Internet Marketing, hay là sẽ giúp cho mày có những kỹ năng giúp mày kiếm được rất là nhiều tiền. Đấy, như vậy thì mình đánh vào cái thực sự mà bạn ấy cần, phía sau bạn ấy cần, thì bạn ấy mới đến.
đúng không? Nếu mà mình nói là thứ mình nói theo cái điều mình muốn hay nói theo cái điều mình nghĩ thì đâu có được. Và cũng 2018 thì Hường có mời một người diễn giả quốc tế. Người này thì thầy chuyên đi chia sẻ ở rất là nhiều nước ở trên thế giới. Thì Hường mời. Thì đối với một người có vị trí như thế thì theo mọi người là thầy có thiếu tiền hay không? Hường mời tham gia một cái buổi chia sẻ của chương trình Hường tổ chức thôi. Thì để cho cái chương trình nó hấp dẫn hơn, nên là Hường gửi lời mời đến một diễn giả quốc tế người Việt Nam đó. Thì bây giờ nếu mà Hường mời theo kiểu là mời thầy tham gia vào chương trình của em sẽ trả bao nhiêu tiền, hoặc là mình sẽ mời theo kiểu đó là tham gia chương trình này đi, thì mình thầy sẽ có được cái khoản tiền, khoản thu nhập, có thể là cơ hội để kiếm được bao nhiêu tiền đó, theo các bạn thì có mời được không? Đương nhiên là nhu cầu tiền bạc người ta có rồi, nhưng mà cái nhu cầu nào sẽ lớn hơn? Nhu cầu về danh vọng sẽ lớn hơn, đúng không? Nhu cầu về tiền chắc chắn nó sẽ có rồi đấy, nhưng mà nhu cầu danh vọng họ lớn hơn. Nếu mà chúng ta cứ nói thẳng ra là đến đây sẽ được bao nhiêu tiền đó và mình sẽ có cơ hội kiếm bao nhiêu tiền đó, thực sự là đó chưa phải là điều họ quan tâm nhất, mà cái điều mà họ quan tâm nhất là danh vọng nữa. Là mình phải mời theo kiểu đó là mình biết đó là họ muốn được lắng nghe, rồi mình nói là ở chương trình này có rất là nhiều người đang mong đợi, đang chờ đợi được nghe sự chia sẻ của thầy, thầy đến được hay không. Rồi chúng ta giải thích là nên mình thể hiện sự tôn vinh, giống như kiểu là rất là nhiều người được mời nghe, được mong muốn được nghe lời chia sẻ của thầy vậy. Và chúng ta nói như thế nào tôn vinh của người thầy đó lên. Và sau đó thì có thể là thêm một yếu tố bé bé nào đó, đó là bên cạnh đó nó sẽ có được cái khoản thu nhập như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mời được. Nên là tùy mỗi người lúc đó họ đang quan tâm cái yếu tố nào lớn nhất, cái tự huyệt cảm xúc nào lớn nhất, mà chúng ta có những cái lời chào mời nó phù hợp, những lời chào mời phù hợp nhất với họ tại thời điểm đó. Mỗi người có một cái khác nhau, nên là chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Và tùy người mà chúng ta sẽ biết được, chúng ta tìm cách để biết cái điều họ thực sự muốn, để chúng ta có thể là đạt được cái điều mình muốn. Bởi vì trong cuộc đời này đôi khi có những điều, có những việc mà chúng ta phải tìm cách thuyết phục người khác để chúng ta đạt được những điều mà chúng ta muốn. Bởi vì chúng ta không thể sai khiến một số đối tượng, ví dụ nhân viên với mình, hoặc là anh chị em trong gia đình thì ok, sometimes, thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn có thể được, đúng không? Ok. Bây giờ Hường sẽ cùng mọi người chia sẻ với một số cái, ra soát qua với một số cái slogan, mọi người xem thử là có sử dụng tử huyệt cảm xúc và sử dụng cái tử huyệt cảm xúc nào ha. Ví dụ slogan BITIS nâng niu bàn chân Việt. Đấy, thì mọi người thấy là cái tử huyệt cảm xúc nào được sử dụng ở đây? BITIS nâng niu bàn chân Việt. Có phải là nhu cầu được sống, nhu cầu được tận hưởng cuộc sống hay không? Được yêu thương, được sống, được tận hưởng, được trải nghiệm, đúng không? Rồi câu thứ hai, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Có phải là dùng tử huyệt cảm xúc ở đó không? Đây là một cái nhu cầu là được gì? Được yêu thương, được lắng nghe, đúng không? Rồi câu thứ ba, một người khỏe, hai người vui. Đây là nhu cầu gì cả nhà? Quảng cáo gì nhỉ? Có ai nhớ không? Ai nhớ quảng cáo gì thì chúng ta comment dưới cái bình luận ấy. Bình luận ở bên dưới video. Một người khỏe, hai người vui. Đó là quảng cáo gì đây? Và nó đánh vào nhu cầu nào? Có phải là nhu cầu yêu thương hay không? Nhu cầu được tình yêu, nhu cầu tình yêu chứ. Nhu cầu tình yêu với giữa vợ chồng chẳng hạn. Đấy. Hoặc là câu sắp laptop lên và đi, thì là nhu cầu gì cả nhà? Có phải là nhu cầu được sống, được trải nghiệm cuộc sống không? Được tận hưởng cuộc sống, sống với phong cách mà mình muốn, được tự do, được làm việc bất cứ đâu, làm việc bất cứ thời gian nào. Sống lắm, sắp laptop lên và đi. Ok. Còn thành công cùng Tomato thì sao? Ok, có phải là nhu cầu danh vọng? Danh vọng hay là nhu cầu gì cả nhà? Ok. Ví dụ thứ năm,
đó là có một câu. Cách đây cũng không lâu đâu, khoảng năm ngoái thì Milo ra một câu đó là nhà vô địch làm từ Milo. Câu này thì xưa rồi đúng không? Nhà vô địch làm từ Milo thì là nhu cầu gì cả nhà? Nhu cầu danh vọng đúng không? Rồi sau đó có một đối thủ cạnh tranh đưa ra mỗi câu như thế này: chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích. Thì Ovaltine lúc này đang đánh vào cái nhu cầu nào? Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích là nhu cầu nào cả nhà? Có phải là nhu cầu yêu thương không? Nhu cầu được yêu, nhu cầu yêu thương. Đấy thì ví dụ như Milo thì đánh vào nhu cầu danh vọng, còn Ovaltine thì đánh vào nhu cầu được yêu thương. Nói chung là họ cũng cạnh tranh với nhau khá là nhiều. Cái vụ này thì cũng khá là nổi tiếng năm ngoái đúng không? Có ai nghe không? Có ai biết gì không? Viết bình luận xuống đi cả nhà ha. Ok, bây giờ Hường sẽ cho mọi người xem qua một chút, xem thử là bài viết của Hường đã sử dụng những tử huyệt cảm xúc nào. Bây giờ mình sẽ vào một cái trang gọi là tomatohường.com, xem thử là Hường đã sử dụng những tử huyệt cảm xúc nào ở trong bài này ha. Xin chào, trước khi bắt đầu tìm hiểu hành trình khởi nghiệp trên Internet, tôi xin được phép giới thiệu đôi nét về mình. Tôi là Tomato Hường, sinh ra trong một gia đình ở Gia Lai. Tôi đã từng có ước mơ mình sẽ trở nên rất thành công và giàu có, đúng không? Thành công là gì? Danh vọng. Giàu có là gì? Tiền bạc. Tôi ước mơ có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho gia đình mình. Đó là nhu cầu yêu thương. Ước mơ có thể giúp được thật nhiều người. Nhu cầu được, cái này cũng có thể là danh vọng và yêu thương đó. Tôi cũng đã từng có ước mơ đi du lịch khắp trên thế giới, khắp nơi trên thế giới, tức là nhu cầu được sống, được trải nghiệm cuộc sống đúng không? Và tôi cũng nhận ra rằng để tăng thu nhập từ công việc làm thuê của mình, tôi phải đánh đổi thời gian. Còn nếu dành thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho sở thích đi du lịch của tôi, thì thu nhập của tôi sẽ rất thấp. Tôi sẽ chẳng có tiền để làm những việc đó. Và bài toán thời gian, tiền bạc trở nên xung đột lẫn nhau cho đến khi tôi tìm thấy hành trình khởi nghiệp trên Internet. Chính sự nghèo khó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu. Tôi liên tục học tập, liên tục tìm đến những người thầy để được dẫn dắt và phát triển. Dẫn dắt phát triển tức là cái nhu cầu về phát triển bản thân, về danh vọng. Tôi đã tìm thấy hành trình thành công cho riêng mình. Tôi đã và đang trong hành trình ấy. Tôi đang xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Công việc hàng ngày của tôi là tìm kiếm khách hàng đưa vào hệ thống sẵn có thông qua bla 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 đúng không? Vậy cụ thể là tôi làm gì? Tôi giúp nhà cung cấp bán cái họ có, giúp khách hàng tìm cái họ cần, sau đó nhận hoa hồng từ quá trình này. Trên thế giới người ta gọi là affiliate marketing. Giờ đây chỉ với một chiếc laptop kết nối Internet, tôi có thể làm việc bất cứ đâu, ở quê nhà hay tỉnh thành. Đây là phong cách sống đúng không? Đây là đánh vào phong cách sống vì cái nhu cầu sống của mỗi người. Mà nhu cầu sống mỗi thời kỳ nó khác nhau nha. Ngày xưa thì có thể là người ta chỉ quan tâm ăn mặc ở, nhưng mà ngày nay thì cái nhu cầu về phong cách sống, tận hưởng cuộc sống rất là lớn. Đây là một xu hướng không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn cầu nữa nha cả nhà. Tôi có thể làm việc bất cứ đâu, bất cứ giờ nào tôi muốn. Có thể dành thời gian nè, phút này nè, dành thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè. Đôi khi khách hàng của mình họ cũng, lúc họ đọc họ cũng không nhớ là họ làm vì điều gì đâu. Nhưng mà chúng ta nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta dành thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè, cho những người tôi yêu. Cách đó, lúc trước thì Hường có để là cho người yêu nữa, đánh vào cái tình yêu đúng không? Đấy, cho người tôi yêu. Và dành thời gian du lịch, ăn cưới, lễ Tết, chơi các môn thể thao yêu thích. Tại Hường liệt kê đây, có phải là mình hình tượng hóa tới những cái điều về nhu cầu sống không? Không phải lo lắng về công việc, hệ thống vẫn làm việc cho tôi. Và dòng thu nhập cũng cao hơn rất là nhiều so với trước, đánh vào cái nhu cầu về tiền bạc. Đấy. Nếu bạn thực sự muốn có phong cách sống tự do về tiền bạc, muốn cái hệ thống kinh doanh làm việc ngay khi bạn ngủ, muốn trở nên rất giàu có, muốn du lịch khắp nơi trên thế giới, muốn có nhiều thời gian cho gia đình, làm những điều mình thích, chơi thể thao, đi du lịch, bạn bè mà không bị áp lực, vân vân.
Đấy, thì Hường chia sẻ với mọi người về cái cách mà chúng ta vận dụng tử huyệt cảm xúc vào ở trong bán hàng. Và thực tế, khi mà chúng ta giỏi về affiliate marketing, hoàn toàn chúng ta có thể đi du lịch và đạt được phong cách sống tự do và thu nhập thụ động. Các bạn chính là những người, xin lỗi, các bạn chính là những người đã và đang trong hành trình tạo thu nhập thụ động, phong cách sống tự do chỉ với một chiếc laptop thông qua công việc affiliate marketing. Các bạn đã và đang trong hành trình đó rồi đó nha. Ok. Tiếp theo, vừa muốn chia sẻ về các sản phẩm tiếp thị giá cao trong affiliate marketing. Như vậy thì theo các bạn, sản phẩm tiếp thị giá cao ở trong affiliate marketing có những cái nhu cầu nào chúng ta có thể sử dụng? Quay lại ha. Ở đây chúng ta sẽ có về nhu cầu về tiền bạc. Chúng ta sử dụng từ nhu cầu cũng được, nhu cầu về tiền bạc, về danh vọng, về bản thân để sống được yêu thương, và nhu cầu về tình yêu. Như vậy thì các sản phẩm tiếp thị giá cao theo mọi người là nó sẽ đáp ứng được cho khách hàng của mình những nhu cầu nào? Ví dụ như là về tiền bạc, ví dụ các bạn quảng bá các sản phẩm về MDC, My Daily Choice đó, xây dựng hệ thống kinh doanh nó kết hợp giữa affiliate marketing và kinh doanh đa cấp, thì mọi người thấy là đánh vào nhu cầu nào? Nhu cầu tiền bạc có không? Có đấy. Nhu cầu danh vọng, trở thành leader, được chia sẻ, được cống hiến, được chia sẻ cho cộng đồng, được trở nên một cái vị trí nào đó trong xã hội, gọi là nhu cầu danh vọng. Affiliate marketing với cái sản phẩm tiếp thị giá cao có đáp ứng được nhu cầu này không cả nhà? Chắc chắn là có rồi. Chắc chắn là có. Các bạn sẽ có vị thế rất là cao khi mà các bạn có sự ảnh hưởng, có một cái tầm ảnh hưởng. Các bạn có một tầm ảnh hưởng và các bạn tạo ra được giá trị cho bản thân mình, thì các bạn đạt được cái danh vọng rất là lớn. Đây là nhu cầu của thế kỷ 21, nhu cầu danh vọng. Thường một số người đặt nhu cầu danh vọng cao hơn rất là nhiều so với những nhu cầu khác đấy. Vì nhu cầu của bản thân, nhu cầu sống được không? Đừng chăm sóc sức khỏe, đường được chăm sóc an toàn, rất là nhiều cái sản phẩm khác, không chỉ về MBC đâu ha. Là và được yêu thương, ví dụ như là mình quảng bá tiếp thị cái sản phẩm giá cao như thế này ấy, mình xây dựng hệ thống, mình những người khách hàng mà chúng ta mời vào việc xây dựng hệ thống sẽ giúp họ là có nhiều thời gian hơn để yêu thương, để chăm sóc con cái cho họ, đúng không? Họ có nhiều tiền, họ có thể là đáp ứng được nhu cầu sống của họ. Họ có thể là tận hưởng cuộc sống, đi đây đi kia, ăn những món ngon, những món họ yêu thích, làm những điều họ muốn, được chăm sóc gia đình, hoặc là có thể biếu làm quà tặng những cái sản phẩm tốt dành cho người thân của họ, vân vân. Có rất là nhiều thứ để mà chúng ta nói về về nhu cầu bản thân, về tử huyệt về bản thân. Ok, và tử huyệt về tình yêu có đó cả nhà. Tử huyệt về tình yêu khi mà chúng ta có nhiều thời gian hơn, chúng ta tham gia vào cái mảng này, chúng ta có nhiều thời gian hơn khi mà đã xây dựng một cái hệ thống nó ổn ổn rồi, thì chúng ta có thể chăm sóc được bản thân, giúp cho người yêu của mình yêu mình hơn, hoặc có nhiều thời gian để chăm sóc người mình yêu hơn, hoặc là khi mà chúng ta đẹp lên thì chúng ta được yêu, đúng không cả nhà? Thì đấy là về sử dụng cái tử huyệt cảm xúc ở trong affiliate marketing đối với cái sản phẩm tiếp thị giá cao. Thực ra đối với những cái sản phẩm tiếp thị giá thấp, chúng ta cũng cần phải sử dụng tử huyệt cảm xúc để quảng bá. Tuy nhiên, bình thường Hường hướng dẫn mọi người bán cái sản phẩm ở trên Clickbank, bán mà sản phẩm mà họ xem một lần họ mua luôn á. Thực ra cái trang sale page của nhà cung cấp họ đã sử dụng tử huyệt cảm xúc trong đó rồi. Do đó thì chúng ta khi mà chúng ta quảng bá, chúng ta chỉ cần đưa cái trang sale page của nhà cung cấp cho khách hàng của mình, họ xem thì họ đọc qua một mạch thì họ cảm thấy ok, họ cảm thấy thích thì họ sẽ mua hàng. Người khách hàng của mình họ mua vì họ đơn giản đôi khi vì họ thích, chứ không phải là họ suy nghĩ xem xét cụ thể trong đó nó có cái gì, có cái gì, có cái gì quá đâu. Ấy, nên là cái việc bán hàng theo dựa vào cảm xúc và đánh vào cảm xúc nó sẽ mang lại doanh số rất là lớn, và chúng ta sẽ dễ bán hàng hơn rất là nhiều so với sử dụng những cái yếu tố kỹ thuật hay là tính năng, những cái chức năng vân vân thì chúng ta không thể bán được đâu. Các bạn hãy bắt đầu tập quen với việc sử dụng cảm xúc. Đặc biệt là các anh học kỹ thuật hoặc các cô gái đã làm những cái gì đó về tính toán này nọ, thì các anh làm kỹ thuật thì bị một cái vấn đề, đó là mình biết quá nhiều thứ đi. Mình biết quá nhiều thứ và mình
mình muốn thực sự là muốn nói hết, muốn chia sẻ hết cho khách hàng của mình. Mình phải nói cho họ hiểu, đây này đây dễ hiểu lắm, là đây là cái đây để giúp cho làm cái này, yếu tố này để giúp cho làm cái này, yếu tố kia để giúp cho làm cái điều kia. Đấy, mình chia sẻ rất là nhiều đó. Ví dụ như các bạn nào làm website chẳng hạn, để giúp cho khách hàng của mình làm website như thế này, tại vì nó như thế này nên nó như thế này đó. Nên là khi mà chúng ta đôi khi các bạn mà quá giỏi, biết quá nhiều ấy sẽ không bán được hàng, bởi vì cứ thích nói ra những điều mình biết, bởi vì công sức mình đã tìm hiểu, mình đã nỗ lực rồi mà. Nhưng mà không, cái điều cốt lõi, cái người bán hàng đó là phải biết sử dụng tử huyệt cảm xúc để bán. Đôi khi không cần phải thể hiện tất cả những điều mà chúng ta biết đâu, chúng ta chỉ cần sử dụng đúng cái điều mà khách hàng cần là được rồi. Giờ chúng ta sẽ thay đổi cái tư duy của mình ha. Chúng ta không nói quá nhiều, không chia sẻ quá nhiều, mà chúng ta trước khi mình nói chia sẻ thì chúng ta biết cái điều khách hàng cần đó là gì, thì chúng ta mới bắt đầu vào chia sẻ chúng ta sử dụng những yếu tố nào. Bước đầu tiên như vậy thì trong bán hàng, theo mọi người, kể từ lúc mà chúng ta, sau khi mà chúng ta xin chào, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải làm gì? Có phải là chúng ta chia sẻ về sản phẩm của chúng ta, chia sẻ về những điều tuyệt vời của sản phẩm của mình hay không? Không, đúng không? Điều đầu tiên sau cái lời chào, sau cái màn chào hỏi đó là gì? Chúng ta phải hỏi để chúng ta biết đằng sau cái điều khách hàng muốn đó là gì. Ví dụ họ muốn đơn giản là họ muốn là mua cái sản phẩm này, thì vì sao? Phía sau đó là vì sao, vì sao, vì sao nữa, để chúng ta hiểu cái điều họ thực sự muốn là gì. Cái điều khi mà chúng ta biết cái điều thực sự họ thực sự muốn ấy, thì chúng ta mới bán được. Bởi vì một số người họ đang rất là quan tâm tới tiền bạc, mà chúng ta cứ bảo là làm cái này đi sẽ được tự do, sẽ được làm đi nơi này nơi kia này, họ quan tâm không? Cái điều họ quan tâm, họ đang muốn kiếm tiền mà. Họ đang muốn kiếm thật là nhiều tiền để họ làm cái gì đó, sẽ biết mà, đại khái là họ đang muốn kiếm tiền. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ chia sẻ mình làm các sản phẩm này thì sẽ giúp cho bạn đạt được phong cách tự do, làm việc nơi này nơi khác gì đều được, làm việc bất cứ đâu vân vân, thì họ có quan tâm không? Hoặc là những người họ quan tâm tới danh vọng, thì mình cứ chia sẻ về sức khỏe, họ quan tâm không? Không. Như vậy chúng ta phải sử dụng cái tự huyệt cảm xúc để chúng ta bán hàng. Vậy bước đầu tiên sau màn chào hỏi trong bán hàng là gì? Đó là hỏi, tìm cách hỏi những câu hỏi đúng để chúng ta tìm thật sự cái điều khách hàng muốn là gì. Mọi người nắm được chưa? Như vậy Hường chưa hướng dẫn về những cái bước bán hàng đỉnh cao, nhưng mà mọi người có biết rồi đấy, sau màn chào hỏi đó là cái màn mà chúng ta tìm hiểu cái điều khách hàng thực sự muốn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.